Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Messi lập hàng loạt kỷ lục sau màn tàn sát đội bóng của Pep. Làm khách sân Nou Camp, Man City của Pep Guardiola được dự báo sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước Barca. Mặc dù vậy, không nhiều người nghĩ rằng đội bóng hùng mạnh của nước Anh sẽ thua tới 0-4 trước gã khổng lồ xứ Catalan. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Barca và cá nhân thủ thành Bravo, Messi đã lập một hat-trick, còn Neymar ghi bàn còn lại ấn định chiến thắng 4-0. Hiện Messi đã có 50 bàn tại Champions League trên sân nhà, vượt qua kỷ lục cũ của Raúl González, 49 bàn, huyền thoại sống của Real Madrid. Bên cạnh đó, Messi cũng cân bằng kỷ lục ghi 53 bàn ở vòng bảng của chính Raúl. Chưa hết, Messi cũng có 37 cú hat-trick trong màu áo Barca, 7 ở Champions League, 1 siêu cúp Tây Ban Nha, 3 ở cúp nhà vua Tây Ban Nha và 26 ở La Liga. Tính riêng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, 7 cú hat-trick cũng giúp cho Messi trở thành chân sút làm được điều này nhiều nhất, bỏ xa Ronaldo 5 lần lập hat-trick ở Champions League. Ở mùa giải này, Messi đã 2 lần lập hat-trick, trước đó là 3 bàn vào lưới Celtic ở trận ra quân. Theo thống kê, 4 bàn thắng vào lưới Man City cũng giúp cho bộ ba Messi, Suarez, Neymar vượt mốc 100 bàn thắng trong năm 2016. Chính xác là tam đấu MSN đã có 103 lần sút tung lưới đối phương, trong đó Suarez ghi 42 bàn, Messi có 40 bàn và 21 bàn còn lại thuộc về Neymar. Guardiola nhỏ bé trong thế giới của thiên tài Messi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày về thất bại hôm nay chỉ một lần nữa nói lên rằng năng lực chiến thuật của Guardiola không đủ để vượt lên trên thiên tài Messi. Trận thắng 4-0 giữa Barca và Man City, tỷ số trên bảng điện tử tự nó nói lên tất cả. Thực ra chiến thắng của Barca là hoàn toàn không bất ngờ. Có chăng là cách biệt họ tạo ra với Man City khiến người ta phải sợ hãi. Trong ngày Messi lập hat-trick và Barca phô diễn sức mạnh không thể chống lại của mình, Guardiola lại bất lực khi đối đầu đội bóng cũ, giống như hình ảnh thất bại của ông ở Bayern Munich. Nếu đi vào chi tiết các bàn thua cũng như những bước ngoặt của trận đấu khiến City thảm bại, thì hẳn là trước hết họ phải tự trách mình khi Claudio Bravo kiến tạo cho Luis Suarez ngoài vòng cấm rồi buộc phải chơi bóng bằng tay và nhận thẻ đỏ. Gundogan và De Bruyne chuyền bóng vào chân đối thủ dẫn tới 2/4 bàn thắng cho Barca. Sai lầm cá nhân của cầu thủ Man City khiến Guardiola lại có một ngày về không như ý. Thế nhưng, giá như không có những sai lầm ấy thì cũng không ai hoài nghi vào một chiến thắng chắc chắn cho đội chủ nhà. Từ khi lá thăm của số phận Pep gặp lại Barca ở vòng bảng Champions League mùa này thì người ta đã biết là sợi dây oan nghiệt vẫn buộc chặt vào số phận của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Guardiola đã có 4 năm huy hoàng ở Camp Nou, chinh phục Champions League cùng Barca và Messi. Tuy nhiên, ngày về thất bại hôm nay chỉ một lần nữa nói lên rằng năng lực chiến thuật của Pep không đủ và có lẽ là không bao giờ đủ để vượt lên trên thiên tài của Messi, và không ở đâu thứ bóng đá ông theo đuổi có thể tái hiện được sức mạnh khủng khiếp và tinh hoa đạt đến cảnh giới đỉnh cao như ông từng có được với Barca ở Camp Nou. Mọi chuyện thực tế hoàn toàn logic, huấn luyện viên dù có tài ba cỡ mấy cũng không phải người đá bóng trên sân, nên ý tưởng của ông ta được triển khai hiệu quả đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực cụ thể hóa nó của các cầu thủ. Mà những con người Pep có ở Man City cũng như môi trường bóng đá ở đây không thể cho phép ông tái tạo một phiên bản Barca thứ hai tốt như bản gốc. Thiên tài của Messi vượt trên tất cả mọi toan tính của Pep, vượt trên mọi ngôi sao Pep đang sở hữu ở Man City. Một khi đến Bayern Munich với mô hình bóng đá cũng thuộc dạng lý tưởng hàng đầu châu lục, mà Guardiola còn không thể tái tạo một phiên bản Barca chất lượng như bản gốc ở Bavaria chỉ vì ông không có Messi thứ hai ở đó, thì chuyện Pep cùng City thất bại trước Barca là hết sức bình thường. Messi đơn giản là duy nhất, là số 1 và không thể chống lại. Barca với bộ ba Messi, Suarez, Neymar cùng thứ bóng đá đang xen giữa tấn công ngày càng trực diện với phản công thần tốc là bài toán cực khó giải với hầu hết mọi đối thủ ở châu Âu lúc này. Pep thua Messi là điều đã được chờ đợi trước. Chuyện Man City thủng lưới là tất yếu nếu như chúng ta làm một so sánh không hề khập khiễng chút nào rằng ở Premier League, tuy những đối thủ tấn công kém Barca nhiều bậc mà họ cũng chỉ sạch lưới được đúng một trận từ đầu mùa trước Bournemouth, thì đối đầu với một đội sở hữu bộ ba tấn công hàng đầu thế giới như Barca, họ thua đậm cũng không có gì khó hiểu. Đáng tiếc là thảm bại của họ một phần lại bắt nguồn từ những sai lầm cá nhân không thể tha thứ của các cầu thủ. Thế nhưng xét cho cùng, người ta cũng có thể nói rằng cầu thủ Man City mắc nhiều sai lầm chết người đến thế trong cùng một trận đấu, chính vì đối thủ là Barca, là bộ ba Messi, Suarez, Neymar.
cảm giác sợ hãi và lúng túng được cảm nhận rõ ràng khi họ không có được sự điềm tĩnh, lạnh lùng và tự tin cần thiết. Điều đó có nghĩa chính Guardiola cũng không sao truyền được niềm tin và sự điềm tĩnh cho các cầu thủ của ông. Hay là chính trong lòng ông cũng sợ hãi và thất bại trong tư tưởng của Pep thậm chí còn đến trước thất bại trên sân đấu của City khi phải đối đầu với Messi và Barca. Quá khứ hoàn hảo như tảng đá vô hình đè bẹp mọi giấc mơ của Pep. Nếu ông không từng huấn luyện Messi và thành công vang dội với Barca trước đó, hẳn là sẽ không có những so sánh hôm nay. Thế nhưng, đấy là định mệnh. Một định mệnh tạo nên một Guardiola xuất chúng mà chúng ta đã biết nhưng cũng trở thành ác mộng với ông mỗi khi ông phải đối diện với chính quá khứ vàng son của mình.